Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Ái My Nguyễn, câu chuyện Vòng Cứu Mạng Người. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mày còn chưa có chiều xuống ăn cơm nữa hả? Hay là để tự tao thỉnh gì hả? Giọng nói tức giận của ông Hào từ dưới nhà vọng lên. Trúc ngồi trong phòng, cách một cái cửa cũng nghe rõ một một. Nhưng lúc này cô đang bận live stream cho nên không thể trả lời ông. Vì suy thoái kinh tế cho nên Trúc thất nghiệp hơn nửa năm nay. Mấy đứa bạn thấy vậy cho nên dù Trúc làm TikTok, cái nghề đang hot hiện giờ. Lúc này Trúc đang phát live, hy vọng nhận được quà tặng từ fan, kiếm thêm chút thu nhập. Tiếng bước chân nện mạnh lên từng bậc cầu thang. Tiếp theo đó là cửa phòng của Trúc bị đẩy ra một cách thô bạo. Cô giận mình xoay người lại nhìn thấy ông Hào, mặt mày hầm hầm đứng đằng sau. Ông bực tức rồi quát. Tớ gọi nãy giờ sao mày không có trả lời? Mày bị điếc hả? Vẻ mặt hung dữ và thái độ đáng sợ của ông vô tình lọt vào máy quay của điện thoại. Những người đang xem live liên tục bình luận thắc mắc. Chú Hoàng hôn chào tạm biệt fan rồi tắt máy. Sau đó thì quay sang cằn nhằn với ông Hào. Sao bà tự tiện vào phòng của con? Con đang live stream cơ mà. Đây là nhà của tao, tao muốn đi đâu mà không được. Bà ngang ngược quá. Hồi nãy bà lớn tiếng như vậy, mấy người xem live stream của con thấy hết rồi. Có quá trời người đang bình luận nói bà đáng sợ đó. Mày cứ tối ngày live với trò stream, xí đầu suốt vào cái điện thoại, chẳng bận ăn được cái tích sự gì cả. Trúc bị ba mắng thì cảm thấy uất ức. Cứ đâu phải là không làm gì. Mỗi ngày cô đều căng não suy nghĩ, cố gắng thu hút được nhiều người theo dõi. Sau này cô nổi tiếng thì các hợp đồng quảng cáo sẽ thi nhau tìm tới, mang theo khoản tiền thu nhập khổng lồ. Các TikToker hiện tại cũng dùng cách đó để kiếm tiền. Họ còn trẻ mà đã mua được nhà, tậu xế hộp sang chảnh. Nhưng ông Hào lại không hiểu những chuyện đó. Ông chỉ cảm thấy Trúc là kẻ ăn không ngồi rồi, suốt ngày ôm cái điện thoại. Bây giờ mày có xuống ăn cơm không? Mày bảo tao một tiếng, tao với mẹ của mày không có rảnh ngồi đợi. Ông Hào hỏi bằng giọng điệu bực tức, sẵn đang khó chịu vì bị phá phá live stream. Trúc lúc này tức tốc rồi đáp, con không có đói. Vậy thì mày nhịn luôn đi. Ông Hào dậm chân rời khỏi phòng, kèm theo đó là tiếng đóng cửa thật mạnh. Trúc nằm xuống giường với tay cầm điện thoại, gọi điện than thở với mấy người bạn. Ở dưới nhà bà Lam đang xới cơm, nhìn ông Hào mặt mày hầm hầm bước xuống thì dịu giọng. Hai cha con có gì từ từ nói, sao lại lớn tiếng đến nỗi tự ở dưới này cũng nghe thế vậy? Ông Hào ngồi xuống ghế rồi sẵn giọng trả lời. Con với cha cái, lớn từng tuổi này rồi không chịu kiếm cái nghề đàng hoàng, tối ngày dí đầu vào cái điện thoại, mơ mộng viển vông. Bà Lam gắp miếng thịt bò bỏ vào chén của chồng. Bà nhẹ giọng rồi bảo, thôi trời đánh còn tránh miếng ăn, đừng có cằn nhằn nữa. Ông Hào nghe vợ của mình nói vậy thì cũng im lặng ăn cơm. Bà Lam thở dài. Suốt nửa năm qua Trúc cứ ngồi ở nhà quay video đăng lên mạng. Cô khoe rằng đây là công việc nghiêm túc và cô sẽ sớm kiếm được tiền. Tuy bà Lam không hiểu những chuyện mà con gái đang làm, nhưng cũng không ngăn cản. Dù sao thì Trúc cũng đã trưởng thành, có con đường riêng của mình. Tương lai của Trúc hãy để cho Trúc tự quyết định. Nhưng ông Hào không suy nghĩ giống như vợ. Trong mắt của ông, những thứ mà Trúc đang theo đuổi chỉ là vớ vẩn. Ông muốn Trúc phải xin vào làm công việc trong công ty. Vì chuyện này mà hai cha con đã xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên lớn tiếng với nhau. Bà Lam đứng ở giữa khổ tâm vô cùng, hết khuyên chồng lại khuyên con, nhưng chẳng ai chịu nhường ai cả. Ăn cơm xong, bà Lam dọn dẹp bàn rồi vào trong bếp làm một tô mì trứng bưng lên phòng cho Trúc. Lúc này Trúc đang say sưa nói chuyện điện thoại với mấy đứa bạn cho nên không nghe thấy bà Lam gõ cửa. Khi bà Lam đẩy cửa bước vào thì cô mới giật mình rồi hỏi, sao mẹ vào phòng con mà không có gõ cửa? Bà Lam đặt tô mì xuống bàn rồi nhẹ giọng, tổ cha bày chứ, ta gõ quá trời mà có đứa nào thèm trả lời đâu. Trúc nghe vậy thì cười.
Chắc là con nói chuyện với tụi bạn cho nên cơ không để ý. Nhìn tô mì còn đang bốc khói, cơn đói bụng cuồn cào của Trúc lại trỗi dậy. Mì thương quá mẹ à, đông là chỉ có mẹ thương con nhất. Bậy đó, sau này bớt cãi nhau với ba lại đi. Nhà con hai cha con mà cứ như chó với mèo. Thì tại ba chửi con vô lý chứ bộ. Thôi ăn đi, tối nay đừng có thức khuya. Bà Lam nói dứt lời thì rời khỏi phòng. Trúc ngồi vào trong bàn đặt điện thoại lên giá đỡ, vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại với tụi bạn. Ngày mai đi cà phê không? Dạo này ta bị bí ý tưởng quá, cần xả stress. Không được, mai thứ bảy ta được nghỉ. Người vừa lên tiếng trả lời là Chi, những người còn lại cũng đồng ý. Trúc ăn xong mì nói chuyện điện thoại thêm một lát rồi đi ngủ. Ngày hôm sau cô thức dậy vào lúc 9 giờ sáng, vệ sinh cá nhân và trang điểm xong thì hơn 10 giờ. Thế con gái bước xuống lầu, bà Lam ngạc nhiên. Hôm nay dậy sớm vậy con? Mọi bữa chưa qua 12 giờ trưa thì đừng mong thấy mặt của mày. Trúc vừa xỏ chân vào đôi giày thể thao màu trắng vừa trả lời. Này con có hẹn uống nước với mấy đứa bạn, con đi nha mẹ. Bà Lam chưa kịp nói gì thì Trúc đã nhanh chóng dắt chiếc tay ga ra khỏi nhà. Quán cà phê cả nhóm tụ tập khá gần nhà Trúc, chỉ mất tầm 10 phút chạy xe là tới. Vừa bước vào Trúc đã nhìn thấy Chi ngồi đợi sẵn. Trúc ngồi xuống bên cạnh cô bạn rồi cười bảo. Mày lúc nào cũng là người đến đầu tiên. Công ty tao ngày nào cũng chấm công, tao quen đi sớm rồi. Bởi vậy tao mới ghét làm công ty đó, kiểm soát đủ thứ. Chịu thôi mày, không làm thì lấy gì mà ăn. Hai người nói đến đây thì đã thấy Kiên và Diễm đi tới. Nhìn họ tay trong tay vô cùng tình tứ, Trúc bèn trêu. Hai ông bà làm ơn thương xót cho cậu độc tuổi thân bọn tôi. Diễm chẳng những không bị lời trêu chọc của Trúc làm cho đỏ mặt, mà còn cầm tay của Kiên giơ lên tươi cười rồi đáp. Không muốn nhìn thấy người khác khoe tình cảm, đi tìm người yêu đi. Chị liền bĩu môi. Người yêu chứ có phải bó rau con cá ngoài chợ đâu, mà muốn đi tìm thì tìm. Thành là người đến sau cùng, thấy đám bạn đang chuyện trò sum tụ thì chạy tới. Hello mọi người, đang chuyện gì rôm rả vậy? Mọi người đang bàn với nhau, ai tới trễ nhất thì khao cả bọn. Khao thì khao, có gì đâu. Diễm bật cười nói. Để có nghe lời con Trúc, nó chọc ông đó. Mọi người gọi xong nước thì bắt đầu hỏi thăm lẫn nhau. Ngoài trừ Trúc đang phấn đấu cho sự nghiệp TikToker, vẫn chưa mấy khởi sắc, bốn người còn lại đều đang có công việc ổn định. Diễm còn là bà chủ của một tiệm hoa lớn ở quận nhất. Thế vậy Trúc chán trường bảo. Dạo này kênh của tao bị mất tương tác, đổi mấy content mà chẳng cũng tăng lượt view gì cả. Mọi người có ý tưởng gì cho tao không? Nhưng bị gái đúng chỗ ngứa, Chi lập tức nói ra một tràng. Tao tính góp ý với mày mấy lần, nhưng mà sợ mày giận. Nay mày hỏi thì tao mới nói thẳng. Nội dung kênh của mày không có gì nổi bật, cho nên khó lên xu hướng. Mày phải tìm cái gì đó kịch tính mới thu hút được người xem. Vậy thì cái nào mới kịch tính à? Mày ví dụ thử tao nghe coi. Thế làm khùng làm điên đó, tự tạo drama cho mình. Thôi, tao còn làm mấy chuyện đó đâu. Lúc này Kiên mới lên tiếng. Hay là Trúc thử quay video kiểu như khám phá những nơi tâm linh, hay là ngôi nhà bỏ hoang gì đó chẳng hạn. Thành vội vàng tán đồng. Hay đấy, có thể cân nhắc đó Trúc. Trúc suy nghĩ một chút rồi gật gù. Câu là một ý tưởng thú vị nhỉ. Kiên gửi một link chia sẻ vào trong nhóm chat sau đó bảo. Chỗ này cũng đang hot này, Trúc mà đăng video về nó đảm bảo lên xu hướng. Mọi người ấn vào link thì nhìn thấy bài báo đăng tải về một bệnh viện bỏ hoang ở ngoại thành. Nơi đây trước kia là bãi tha ma, sau đó xây dựng thành bệnh viện tâm thần. Một ngày nọ các bệnh nhân đồng loạt nổi điên, cầm dao chém bị thương các y bác sĩ. Có người còn chết tại chỗ. Sau đó họ chém loạn xạ lẫn nhau, khiến cho các bệnh viện toàn là máu. Sau khi công an đến nơi, thấy thi thể la liệt, chỉ còn vài người may mắn sống sót. Kể từ đó bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang, đến nay cũng hơn 20 năm, gần như là trôi vào quên lãng. Nhưng mà gần đây lại đột nhiên nổi tiếng trở lại. Có người còn đồn rằng hàng đêm sẽ có những bóng ma đi đại trong bệnh viện, cùng với những tiếng khóc lóc gào thét rợn người. Cả đám xem xong thì đưa mắt nhìn nhau, mặt mày người nào người nấy đều tràn đầy háo hức. Bởi nhóm bọn họ đều có hứng thú với những chuyện tâm linh.
Hồi còn là sinh viên, họ hay cùng nhau đi đến mấy nơi được đồn đại là có ma, để mong một lần được nhìn thấy. Khỏi phải hỏi, cả bọn đều cảm thấy hiếu kỳ với bệnh viện bỏ hoang. Trúc lúc này lên tiếng: hay là tụi mình cùng đến khám phá chỗ này đi, sẵn giúp tôi quay video. Chị gật đầu tán thành: được đấy. Từ ngày tốt nghiệp đến giờ, nhóm tụi mình chưa có dịp đi chơi chung. Cả bọn nhất trí với Chi, thế là mọi người về nhà chuẩn bị. Ngày tối hôm ấy đã chạy tới bệnh viện bỏ hoang, nơi này cách trung tâm thành phố hơn 1 tiếng chạy xe. Nhóm bạn xuất phát lúc 6 giờ, 7 giờ 15 phút đã đến nơi. Chỗ này không có đèn đường khiến chung quanh tối đen như mực. Nhóm bạn phải bật đèn pin lên mới có thể nhìn thấy phương hướng. 5 cái đèn pin đồng loạt chiếu thẳng vào bệnh viện, khiến cho những màng tường ố vàng chóc sơn hiện ra giữa không gian tranh tối tranh sáng, tạo thành một khung cảnh rợn rợn. Nhưng nhóm bạn chẳng những không sợ mà còn cảm thấy kích thích hơn. Họ nhanh chân đi vào bên trong, trước cầm máy quay ghi lại toàn bộ quá trình. Không gian bên trong bệnh viện rất rộng lớn, phủ trùm màu sắc ảm đạm. Nhóm bạn giống như lạc vào một thế giới khác vậy. Họ có thể cảm nhận rõ không khí u ám của nơi đây. Sau hơn 20 năm bị bỏ hoang, rêu xanh đã phủ kín khắp nơi, cả tòa nhà như bị xuống cấp chậm chậm. Chú cẩn thận quay lại từng ngóc ngách để đem về dựng video. Cô hy vọng rằng content tâm linh này giúp kênh của cô có thêm lượt theo dõi. Cô muốn mau chóng nổi tiếng để ba cô không còn xem thường cô. Cả nhóm đi lên cầu thang, thành cất giọng hỏi: nơi này từng có rất nhiều người chết, lỡ trên nào có mấy con ma đang đợi chúng ta thì sao? Chú đột ngột chuyển máy qua phía của Thành, cười tuê tét rồi đáp: thì tốt chứ sao, nếu mà quay được ma tôi sẽ càng nổi tiếng. Thành vội vàng xoay mặt né ống kính: ê, đừng có quay tôi. Cả nhóm bật cười. Họ chẳng hề hay biết được rằng thứ đang chờ đợi mình trên lầu còn đáng sợ hơn cả ma. Mọi người tiến sâu vào dãy hành lang tối om, nhuốm màu u ám. Các phòng bệnh nằm dọc hai bên. Họ đi vào trong phòng, nhìn thấy các đồ vật cũ nằm ngổn ngang. Trên tường là những nét chữ nguệch ngoạc, dưới đất còn có những mảng màu đen lớn nhỏ khác nhau. Át hẳn đó chính là vết máu để lại sau cuộc thảm sát kinh hoàng. Tuy đều là người gan dạ nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng này, nhóm bạn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Hình ảnh chém giết điên loạn của các bệnh nhân tâm thần cách đây 20 năm giống như đã đang tái hiện trước mặt. Bề tài còn văng vẳng cả tiếng gào thét khóc lóc van xin. Một tiếng rầm đột ngột vang lên khiến mọi người vội vàng ngoái đầu nhìn lại. Thì ra là Thành hậu đậu đã phải cái ghế dưới đất. Chi bật cười lớn trêu chọc: tưởng đâu ma xuất hiện hả? Ai dè ông ma bạn Thành vụng về. Cả nhóm tiếp tục đi lên tầng 2. Trên đây có một phòng là văn phòng của các y bác sĩ. Diễm thắc mắc hỏi: đáng lý ra họ nên xây văn phòng ở tầng trệt, như vậy thì lúc xảy ra thảm sát các bác sĩ mới có thể thoát được nhanh hơn. Mọi người đồng ý với suy nghĩ của Diễm. Có lẽ lúc thiết kế bệnh viện này, chẳng ai ngờ đến chuyện kinh khủng lại diễn ra. Cả nhóm bước vào một căn phòng, chỉ nhìn góc tường thì vội vàng hô hoán: mọi người xem kìa. Cả nhóm nhìn theo hướng tay của Chi thì trông thấy một bóng người áo trắng đang đứng sừng sững. Trúc hào hứng vô cùng. Nếu thật sự quay được ma thì cô càng trở nên nổi tiếng. Nhưng rồi Trúc lập tức thất vọng khi Thành đi tới gần góc tường. Sau đó xoay người lại với cái áo blue trắng trên tay, anh bật cười rồi bảo: chắc là vì bác sĩ nào đó đã mặc cái áo này lên tường, không có ma quỷ gì ở đây đâu quý vị. Người khác thì xem mừng rỡ, còn nhóm bạn này vừa nghe thấy không phải là ma thì lại tỏ ra tiêu nghỉu, nhất là Trúc. 5 người tiếp theo tiến sâu vào bên trong. Các căn phòng tiếp theo đều không có gì ngoài những giường bệnh và tủ sắt đã hoen rỉ. Tất cả đều khoác lên mình một màu u ám, nằm im lìm trong góc tối một cách cô độc. Trúc giờ máy quay về sát chiếc vách, một con búp bê vô tình lọt vào ống kính. Đó là một con búp bê mục nát với mái tóc vàng bám đầy bụi đất, gần như biến thành một màu đen. 2 con mắt của nó mở to, nhìn chừng chừng vào trong máy quay của Trúc. Chợt 2 con mắt con búp bê đột nhiên chớp lên một cái, khóe miệng của nó khẽ cong lên, nở ra một nụ cười đầy quỷ dị. Trúc dần thót tim, cảm thấy trống ngực của mình đập thình thịch. Thế nhưng vì sợ đám bạn chơi cười mình nhát gan cho nên không dám la lên, chỉ vội vàng xoay mặt đi.
Nhưng khi Trúc kiểm tra lại video trong máy quay thì thấy con búp bê từ đầu đến cuối chỉ ngồi im, không hề cử động. Chẳng lẽ vừa rồi là mình nhìn nhầm? Giữa lúc Trúc còn đang hoang mang thì nghe tiếng của Diễm gọi. Cô vội vàng bật lại máy quay, chạy nhanh ra khỏi phòng. Trúc không hề ngờ được rằng khi bóng dáng của cô vừa khuất thì trong mắt con búp bê bất ngờ lăn ra ngay dòng lệ đỏ. Đi lên tầng cuối cùng cũng chẳng có gì, ai nấy đều tỏ ra thất vọng. Thành lúc này lên tiếng: "Vậy mà dân tình đồn đại bệnh viện này nhiều ma lắm." Chị liền bật cười rồi đáp: "Hay là tụi mình nặng bóng vía cho nên mấy con ma trốn cả rồi." Xen lẫn tiếng cười cợt của Chi, đột nhiên mọi người nghe tiếng khóc của phụ nữ phát ra ở phía cuối hành lang. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau rồi chậm chậm tiến về phía trước. Khi gần đến nơi, Thành gật đầu ra hiệu với đám bạn, sau đó thì lập tức quẹo phải, cầm đèn pin xoay khắp nơi nhưng lại chẳng thấy gì cả. Trúc giơ sẵn máy quay, thầm hy vọng sẽ ghi lại được một thứ gì đó, vậy mà kết quả chỉ là vô ích. Đang lúc thất vọng thì đột nhiên Trúc lại nghe thấy tiếng chi hô của Diễm: "Mọi người nhìn kia!" Cả bọn ngoái đầu nhìn theo hướng tay chỉ của Diễm, trông thấy một cái bóng trắng tóc dài phủ kín mặt đang đứng nhìn họ chằm chằm. Trúc mừng rỡ giơ máy quay về phía bóng trắng. Cuối cùng cô cũng quay được ma, chỉ cần tung video này lên cô sẽ rất nổi tiếng. Bóng ma chỉ tay về phía đám bạn, cất lên giọng nói âm trầm thấp đến mức khó nghe: "Các người dám quấy nhiễu chỗ an nghỉ của ta, các người sẽ phải chết." Cả đám nghe vậy thì đều tái xanh mặt mày, dù rằng luôn háo hức nhìn thấy ma, nhưng khi đối diện với lời đe dọa rùng rợn như vậy, cả nhóm vẫn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Đột nhiên một làn khói không biết từ đâu bay ra, che đi tầm nhìn của nhóm bạn. Trúc lúc này liền hét lớn: "Mọi người, nắm chặt tay của nhau, không thấy cái gì, làm sao mà nắm?" Giọng nói đó là của Diễm. Cô cổ quảng khắp nơi để tìm kiếm vị trí của Kiên. Toàn bộ đèn pin lúc này đều trở nên vô dụng khi chẳng soi được gì ngoài đó. Mất hơn 5 phút, khói mới từ từ tản đi. Để đến khi cả bọn có thể nhìn thấy mặt nhau thì đồng loạt gật đầu. Bởi lúc này chỉ có Trúc, Thành, Diễm đang đứng ở đây, còn Kiên và Chi đã biến mất từ bao giờ. Diễm là người lo lắng nhất vì Kiên là bạn trai của cô. "Tụi mình chơi nhau đi tìm hai người họ." Dứt lời thì Diễm lao vội chạy ngược đi, thế nhưng mà Trúc đã nhanh tay chụp lại: "Không được tách lẻ, như vậy sẽ rất nguy hiểm." Thành gật đầu tán thành: "Trúc nói đúng, tụi mình cùng đi tìm họ." Ba người soi đèn đi dọc hành lang, tìm khắp các tầng cũng không thấy bóng dáng của Kiên và Chi đâu cả. Mọi người xuống tầng 2, lúc nãy đi lên thì mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng có lẽ vì lời nói đáng sợ vừa rồi của bóng trắng và sự mất tích bí ẩn của Kiên và Chi, mà bây giờ đây nhóm bạn lại cảm thấy hành lang trống trải và lạnh lẽo vô cùng. Đôi lúc cả bọn còn bị những hình vẽ nguệch ngoạc dọc hai bức tường của các bệnh nhân dọa cho tái cả mặt. Trúc cũng tắt máy quay, tâm trạng háo hức lúc đầu không còn nữa. Đi xuống tầng 1, nhóm bạn bước vào từng căn phòng để tìm kiếm, thế nhưng vẫn chẳng thấy Kiên và Chi đâu. Khi bước căn phòng cuối cùng thì đột nhiên một cái bóng ma mặc đồ trắng nhảy bổ ra, dọa cho cả đám hét lớn. Tiếp theo đó là một chàng cười giòn tan vang lên, kèm theo một giọng nói quen thuộc: "Hết hồn chưa, anh Kiên?" Nhận ra giọng của người yêu, Diễm mở to mắt nhìn chằm chằm vào bóng ma. Bóng ma cởi cái áo trắng rộng thùng thình, tháo bộ tóc dài xuống để lộ ra gương mặt của Kiên. Lúc này cả nhóm mới biết là mình vừa bị gạt, cho nên chẳng còn chút sợ hãi nào nữa. Diễm mừng rỡ ôm chầm lấy Kiên, tiếp tục cho mấy đứa bạn xem cảnh ân ái: "Anh làm cho em lo quá." Trúc lại hơi bực bội cho nên lên tiếng mắng: "Dân cái gì kỳ cục vậy, tự nhiên giả ma dọa tụi tôi." Kiên tỉnh bơ rồi đáp: "Thì cả đám muốn nhìn thấy ma nên tôi mới giúp thôi, nhất là Trúc đó. Chẳng phải Trúc bảo muốn quay được cái con ma để nổi tiếng còn gì. Cộng đồng mạng bây giờ tinh ý lắm, họ mà biết tôi quay video giả mạo đó, gạt họ sự nghiệp của tôi tiêu tùng đó. Trúc không thích thì các cái đoạn con ma xuất hiện đi là xong, làm ơn mắc oán mà."
Kiên nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm. Thành thấy không khí bắt đầu căng thẳng cho nên vội lái câu chuyện sang hướng khác. Chị có đi chung với ông không Kiên? Kiên liền lắc đầu. Không có. Lúc đầu tôi và Chi bày ra cái chuyện giả ma này để dọa mọi người. Tôi giả làm ma Chi phun khói để tôi trốn thoát. Sau đó thì hai đứa sẽ gặp nhau ở đây. Chờ mọi người đi xuống thì nhảy giang hồ. Thế nhưng mà từ nay đến giờ tôi không có thích Chi. Nhóm bạn ngơ ngác nhìn nhau. Vừa mới thở phào chưa được bao lâu thì lại tiếp tục lo lắng. Kiên là người bình tĩnh nhất, anh lên tiếng bảo. Tôi nghĩ là Chi đang nấp đâu đó để dọa chúng ta. Tụi mình tiếp tục tìm đi. Chú gật đầu tán thành. Con Chi là đứa nhây nhất cả đám đấy. Nhóm bạn rời khỏi căn phòng xuống tầng trệt để tìm kiếm. Chú vừa đi vừa gọi to. Tụi tao biết mày giả ma, đừng có trốn nữa Chi ơi. Diễm chợt hét lên khi mà trông thấy một bóng người đang đứng dựa lưng vào vách tường. Bốn cây đèn pin lập tức chĩa thẳng vào chỗ đó. Cả đám lập tức mừng rỡ khi nhận ra bóng người đó chính là Chi. Chú đi tới bên cạnh Chi đầu tiên là một nụ cười trêu chọc. Cuối cùng thì mày cũng chịu ra rồi hả? Trận nụ cười trên mặt của Chúc bỗng trở nên méo mó. Cô lùi lại vài bước, mặt mày lập tức trở nên tái xanh. Tay chỉ thẳng vào Chi rồi lắp bắp. Mọi người ơi! Con Chi! Thấy thái độ kỳ lạ của Chúc, ba người còn lại vội vàng đi tới. Và rồi họ cũng không khỏi thẳng thốt khi nhận ra Chi trước mắt của họ lúc này chỉ còn là một cái xác không hồn. Cứ bị cái sắt nhọn đâm xuyên qua chắn kim chặt vào tường. Máu từ đầu chảy xuống ướt đẫm mặt của Chi. Hai mắt của Mô mở trừng trừng, miệng há hốc, lộ ra vẻ đầy ngạc nhiên. Dường như ngay cả bản thân cô cũng không tin được rằng mình sắp chết. Diễm là người nhát gan nhất cả nhóm. Giờ phút này hoảng sợ ôm chặt lấy Kiên, toàn thân run lẩy. Kiên gan dạ hơn, cũng chỉ biết đứng im bất động, chưa kịp hoàn hồn trước chuyện kinh khủng trước mặt. Trong nhóm bạn, Trúc là người thân thiết với Chi nhất. Nhìn thấy bạn ra nông nỗi này, cô không cầm được nước mắt. Tại sao Chi đã chết thảm thương vậy chứ? Có khi nào Chi bị ma giết không? Chuyện này làm gì có ma? Còn mà lúc nãy do thằng Kiên và Chi bày ra dọa chúng ta. Không đâu, tôi nghĩ là có đây. Lời này là của Trúc. Cô đem chuyện mình nhìn vào thích con búp bê biết cười và chớp mắt ở tầng 2 để kể với mọi người. Tuy máy quay không ghi hình lại được, nhưng Trúc vẫn có cảm giác mình không nhìn nhầm. Cả đám quyết định quay trở lại tầng 2 để kiểm tra. Mọi thứ trong căn phòng ấy vẫn y nguyên lúc nãy, chỉ trừ việc con búp bê ngoài trên kệ đã biến mất. Trúc chỉ tay vào nóc kệ rồi hoảng hốt. Mọi người nhìn xem, con búp bê không còn ở đó nữa. Lúc đầu thì cả đám còn nghĩ con búp bê bị rớt dưới đất cho nên bèn dọi đèn pin tìm. Thế nhưng mà tìm kiếm khắp cả căn phòng cũng không thấy đâu. Chuyện này làm cho nhóm bạn đều hoang mang. Chẳng lẽ con búp bê có thể tự di chuyển và đã bỏ chạy khỏi phòng? Chợt một tiếng khóc nức nở vang lên ở ngoài hành lang. Mọi người không hẹn mà nhìn sang Kiên. Kiên lập tức lắc đầu. Lần này không phải là tôi nha. Cả bọn nghe vậy thì âm thầm nuốt nước bọt. Nếu không phải là giả thì chính là thật. Trong tình huống này, người bình thường nhất định sẽ hoảng sợ bỏ chạy mất dép. Nhưng bốn người trẻ này lại có cái gan rất lớn, trực tiếp xoay đèn đi về phía tiếng khóc. Giống như kiểu chưa tận mắt nhìn thấy thì sẽ không tin. Khuê hành lang có một con búp bê ngồi dựa vào tường. Tiếng khóc nức nở chính là phát ra từ con búp bê. Thành bật cười rồi nói, chắc đây là búp bê khóc cười hồi đó tụi mình hay chơi, suy tư nữa thì bị nó hù. Thành đã đi tới cầm con búp bê lên, tiếng khóc liền im bặt. Mặt của Thành cũng lập tức biến sắc. Anh quay sang nhìn đám bạn rồi lắp bắp, Đây là búp bê nhồi bông. Từ trong hai mắt con búp bê đột nhiên chảy ra những dòng lệ đỏ thấm ướt cả tay của Thành. Thành hoảng hốt ném con búp bê, chạy về chỗ nhóm bạn, mặt cắt không còn giọt máu. Nó vừa mới khóc. Lúc này những người bạn của Thành không nghe thấy những gì mà Thành nói. Bởi sau lưng của anh, con búp bê vừa bị ném chồng chơ xuống đất đang từ từ đứng dậy, nhấc chân lên đi từng bước về phía mọi người. Đôi mắt vô hồn của nó không ngừng chớp mở, cái miệng ngày càng kéo rộng sang hai bên. Chạy mau! Kiên hát lớn rồi nắm tay của Diễm chạy thật nhanh. Trúc và Thành cũng vội vã phóng theo. Con búp bê đang đi chậm chạp sau lưng,
cũng đột nhiên tăng tốc. Bốn người hoảng hốt lao nhanh vào căn phòng, đóng chặt cửa lại. Họ dựa lưng vào tường không ngừng thở hổn hển. Suốt bao năm theo đuổi những sự kiện tâm linh, từng đến các địa điểm được đồn đại là có ma để mà khám phá, rồi cùng nhau tỏ ra thất vọng khi chẳng phát hiện ra con ma nào. Nhưng mà giờ đây tận mắt nhìn thấy một con búp bê ma quái biết khóc, biết chạy, họ chẳng những không vui mà còn cảm nhận được nỗi kinh hoàng đang dâng trào trong lòng. Thì ra họ vốn dĩ không hề can đảm như những gì họ nghĩ, chỉ là trước đây chưa từng tận mắt nhìn thấy ma, cho nên không hề biết chữ sợ viết như thế nào. Nhất là khi con ma đó giết chết một người trong số bọn họ. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Diễm kinh hãi bấu chặt hai tay của Kiên. Trúc và Thành đưa mắt nhìn nhau, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Một giọng nói trẻ con từ bên ngoài phòng truyền tới. Các anh chị đang chơi gì đó, cho em chơi với. Bốn người lập tức rét run lên, không ai dám lên tiếng trả lời. Họ bị bịt chặt hai tay, bỏ mặc mọi âm thanh ở bên ngoài. Rồi tiếng đập cửa ngày càng nhỏ dần rồi thất hẳn. Giọng nói trẻ con cũng không còn vang lên nữa. Nghĩ con ma đã bỏ đi, cả nhóm cử Kiên ra thám thính tình hình. Kiên không dám mở cửa cho nên con mình nhìn qua cái khe bên dưới. Chợt đành hét lên một tiếng thất thanh rồi té ngửa lại đằng sau. Bởi khi Kiên vừa nhìn ra bên ngoài, thông qua cái khe cửa đập vào mắt của anh chính là con mắt màu xám cho, ghê sợ, đã không ngừng chảy ra lệ đỏ của búp bê. Kiên chỉ tay về phía cửa rồi lắp bắp. Nó vẫn còn ở bên ngoài đợi chúng ta. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Hay là tụi mình đi báo công an? Người nêu ra ý kiến này là Thành. Cả nhóm lập tức đồng ý. Nhưng mà khi Thành móc điện thoại ra gọi thì phát hiện điện thoại không có sóng. Điện thoại của ba người cũng lại gặp tình trạng tương tự. Sao kỳ vậy chứ? Trúc lắc lắc cái điện thoại trong tay, bắt đầu mất đi kiên nhẫn. Tiếng đập cửa lại vang lên, và lần này nó càng dữ dội hơn những lần trước. Bốn người cũng nín thở nhìn về phía cửa, chờ một giọng nói quen thuộc vang lên. Mọi người mau mở cửa ra đi, sao lại nhốt tôi ở trong này? Đó là giọng của Diễm. Ba người còn lại lập tức nhìn về Diễm. Trúc liền lắp bắp. Sao giọng của bà lại vọng từ ngoài đó vậy? Diễm lắc đầu tỏ vẻ hoang mang. Tôi đâu có biết đâu hả? Tôi nói là như vậy, tiếng nói vẫn tiếp tục vọng vào. Anh Kiên, mở cửa cho em đi. Em ở bên ngoài này một mình em sợ lắm. Kiên hết nhìn Diễm rồi lại nhìn sang Trúc và Thành, phần vần không biết phải làm gì. Anh nhìn về phía cửa không người ngó qua cái khe cửa hẹp bên dưới, thì trông thấy một đôi giày thể thao màu xanh lá. Kiên nhận ra đôi giày này, tuần trước anh đã cùng Diễm tìm mua nó. Đây là một đôi giày với anh đang mang. Kiên nhìn sang Diễm trong phòng thì lập tức tái xanh mặt mày. Bởi cô chẳng những không hề mang giày mà hai chân cô đều đang lơ lửng giữa không trung. Kiên liền hét lớn, mau tránh xa Diễm ra. Gương mặt đang tỏ vẻ vô tội của Diễm đột nhiên là một nụ cười ma mị. Tròng đen từ từ bao phủ cả đôi mắt, khiến cho Thành và Trúc sợ hãi thụt lùi. Kiên hối hả xoay tay nắm cửa, nhưng mà dường như bị chốt kẹt lại. Kiên cố gắng mãi cũng không mở cửa ra được. Trúc và Thành vội vàng nhào tới phụ Kiên. Cả ba cùng nhau kéo một cái thật mạnh, làm cho cánh cửa bật tung vào bên trong. Diễm đứng ở bên ngoài còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì đã bị Kiên nắm tay kéo chạy. Cả nhóm chạy xuống tầng trệt. Diễm lập tức hét lớn khi chồng thấy thi thể của Chi. Như thể cô mới lần đầu chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Lúc ấy ba người còn lại mới biết, thì ra Diễm luôn ở bên cạnh bọn họ từ lúc nãy đến giờ, chính là một con ma. Giờ họ tìm kiếm cầm gian để chạy ra khỏi bệnh viện, nhưng chẳng hiểu sao bốn bề chỉ toàn là vách tường. Cả nhóm giống như bị rơi vào mê cung, không còn phân biệt được phương hướng. Đúng lúc này phía cầu thang đột nhiên vang lên tiếng bước chân đang đi chậm rãi xuống. Bốn người đồng loạt ngoái đầu nhìn. Vì quá sợ hãi cho nên họ ném mất đèn pin từ lúc nào. Giờ đây chỉ còn dựa vào tầm mắt đang quen dần với bóng tối mà quan sát mọi thứ. Một bóng dáng cao gầy từ từ bước xuống cầu thang, trên tay cầm bốn cái đèn pin chĩa thẳng vào mặt mình. Dưới ánh sáng của đèn, nhóm bạn có thể nhìn rõ dung mạo của kẻ đó, chẳng ai khác chính là Diễm.
Chứng kiến mọi người giống mình như đật đúc, Diễm bàng hoàng không nói nên lời. Nhưng Diễm còn chưa mở miệng hỏi thì người giống cô như là đột nhiên nghẹo đầu qua một bên, hai con mắt thụt sâu vào bên trong, miệng nở một nụ cười ra đến tận mang tai. Hình thù kinh dị này làm bốn người sợ đến mức muốn khóc thét. Bà Trần bốn cẳng bỏ chạy vào căn phòng gần đó. Sau khi dùng bàn ghế chặn lại cửa, bốn người mới ngồi phịch xuống ghế, không ngừng thở hổn hển. Kể đem chuyện con ma giả dạng Diễm kể cho Diễm nghe. Mặt mày của Diễm lập tức tái xanh, sống lưng lạnh toát. Cô không ngờ rằng ma quỷ ngoài việc hù dọa người mà còn có thể giả dạng thành hình người. Bốn người không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau, về mặt ai nấy cũng đều mang theo cảnh giác, bởi họ chẳng biết người đang đối diện liệu có thật sự là bạn bè hay không. Nhận ra suy nghĩ của ba người còn lại đều giống như mình, trong lúc này mở miệng nói: nếu chúng ta đều nghi ngờ nhau thì tự hỏi những câu mà chỉ tụi mình mới có thể trả lời. Ai không nói được đáp án chính là ma giả dạng. Thế ý kiến của Trúc cũng không tệ, mọi người liền đồng ý. Trúc nhìn sang Kiên rồi hỏi: hồi năm nhất tụi mình họp nhóm ở nhà ông, tôi đã lỡ tay làm vỡ cái xe mô hình màu đỏ mà ông yêu thích nhất, đúng hay sai? Kiên lắc đầu: sai. Trúc lập tức bật dậy: tôi thực sự đã làm vỡ mô hình xe của Kiên. Ông còn mắng tôi quá trời. Ông không biết chuyện đó, ông không phải là Kiên. Diễm và Thành hoảng hốt chạy về phía của Trúc, nhìn Kiên bằng một ánh mắt cảnh giác. Kiên chưng hửng trước thái độ của ba người bạn rồi bật cười: đâu là bà có làm vỡ mô hình xe của tôi, thế nhưng mà đó không phải màu đỏ mà là màu xanh dương. Diễm và Thành nghe vậy thì cùng hướng mắt nhìn về phía của Trúc. Trúc gãi đầu, nụ cười trở nên gượng gạo: ủa vậy hả? Vậy tôi nhớ nhầm, xin lỗi nha. Diễm lại chạy đến ôm chặt lấy tay của Kiên rồi thở phào: may quá, anh thực sự là Kiên của em. Dứt lời thì Diễm nhìn sang Trúc: tên lượt tôi hỏi, bà còn nợ tôi bao nhiêu tiền chưa có trả hả? Câu hỏi này khiến cho Trúc ngượng chín cả mặt. Cô chỉ thầm con bạn ở trong bụng: hết câu hỏi sao mà lại hỏi câu này chứ? Nhưng dẫu tức anh ách, Trúc vẫn phải trả lời. Cô giơ năm ngón tay lên rồi lý nhí đáp: 5 triệu. Diễm lập tức mừng rỡ: đúng, thực sự chính là Trúc. Kiên nhìn sang Thành cất giọng: vào năm cuối, có nhớ tại sao hai đứa mình lại đánh nhau không? Thành bị câu trả lời của Kiên làm cho khó xử. Thế nhưng trước ba người sáu cặp mắt đang nhìn chằm chằm, Thành đành phải trả lời: thì hai đứa mình cũng thích Diễm, cạnh tranh nhau một thì đánh nhau thôi. Thế Diễm sửng sốt nhìn mình, Thành lúc này vội vàng nói: Diễm đừng có nhìn tụi tôi bằng ánh mắt đó, bây giờ tôi chỉ xem Diễm là bạn thôi. Thế không khí bắt đầu có vẻ ngượng ngùng, Thành liền hỏi Diễm: món quà sinh nhật đầu tiên tôi tặng Diễm là gì? Diễm không cần suy nghĩ liền đáp ngay: một cái hộp nhạc hình con gấu. Thành gật gù đáp: trả lời chính xác. Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tất cả bọn họ đều là thật. Họ ngồi phình xuống đất giữa lưng vào tường. Căn phòng lúc này hoàn toàn im ắng, tĩnh lặng, đến mức bốn người có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập của nhau. Họ vốn dự định sẽ ngồi trong đây cho đến khi trời sáng, nhưng một tiếng động thật lớn đột nhiên vang lên. Nhóm bạn hoảng hốt ngước lên thì trông thấy cửa phòng đã bị một cái rìu cắm xuyên. Rồi lưỡi rìu bị giật ra, sau đó tiếp tục bổ vào một cái thật mạnh. Qua cái lỗ trên cửa, bốn người nhìn thấy con ma mang hình dáng của Diễm đang cầm rìu chấm liên tục vào cửa. Cái đàn này chẳng mấy chốc cánh cửa sẽ bị ả phát tung. Giữa lúc cả bọn còn chưa biết làm gì thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa ở cửa sổ đối diện. Trước vội vàng nhìn sang, phát hiện ra một bóng dáng bé xíu ẩn hiện sau lớp kính. Hình như chính là con búp bê. Bàn tay nhỏ bé bên ngoài liên tục gõ vào cửa sổ, và Trúc nhận ra đó là con đường thoát duy nhất vào lúc này của họ. Trúc lao tới mở cửa sổ, thế nhưng vì đã đóng chặt 20 năm cho nên chốt cửa đã bị rỉ sét. Trúc cố gắng hết sức cũng không sao kéo lên được. Kiên vội vàng đẩy Trúc ra: để tôi. Kiên cắn chặt răng dùng tất cả sức lực kéo bật chốt cửa lên. Thành và Diễm phụ đẩy cửa sổ. Cả đám mừng rỡ khi mà kích cỡ của ô cửa sổ này hoàn toàn đủ lớn cho một người trưởng thành chui qua. Họ nhanh chóng trèo ra ngoài, bỏ chạy trốn chết.
Trúc ngoái đầu nhìn về đằng sau, dường như trông thấy một con búp bê nhỏ đang đứng cuối ngã rẽ. Không hiểu tại sao linh tính mách bảo Trúc phải mang búp bê đi theo, và cô chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, thân thể cứ như vậy hành động theo bản năng. Trúc chạy ngược về phía búp bê trước mặt, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả ba người. Cô giơ tay kéo con búp bê vào trong lòng, rồi lao thật nhanh về phía của bạn mình. Thành hoảng hốt la lớn: "Bà mau ném con búp bê đi, ghê quá." Trúc liền lắc đầu: "Không, tôi sẽ mang nó theo." Lúc này con ma mang hình hài của Diễm đã xách dìu đuổi tới. Bốn người không còn thời gian để tán gẫu, vội vàng bỏ chạy. Nhưng họ tìm mãi cũng không thấy lối ra, chỉ đành chạy lên trên tầng. Đột nhiên bên tai của Trúc văng vẳng một giọng nói trẻ con: "Chạy lên tầng 3, căn phòng cuối cùng bên trái sẽ an toàn." Trúc nhìn chằm chằm vào con búp bê, đôi mắt màu xám cho của nó khẽ chớp một cái. Lúc này Trúc đột ngột muốn tin tưởng vào con búp bê, cứ nói với một người bạn của mình: "Chạy lên tầng 3." Dứt lời, Trúc lao nhanh về phía cầu thang dẫn lên tầng cuối của bệnh viện, chạy bắn sống bắn chết vào căn phòng bên trái ở cuối hành lang. "Nhanh lên, vào đây." Trúc đứng ngay cửa vẫy tay về phía ba người bạn của mình. Sau khi mọi người đã vào trong, Trúc lúc này nhanh tay đóng cửa lại. Cần mà mang hình hài của Diễm đuổi tới trước căn phòng này thì giật mình lùi lại, sau đó thì rú lên một tiếng thật lớn rồi bỏ chạy thật nhanh. Bốn người ở trong phòng không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài nên không biết là con ma đã chạy đi. Thế nhưng vì đợi mãi cũng không nghe thấy tiếng rìu bổ vào cửa, cho nên cả nhóm tạm thời có chút an lòng. Thành nhìn con búp bê trong tay của Trúc, mặt mày tái mét hỏi: "Thế giờ bà còn ôm búp bê ma quái đó sao? Vứt nó đi." Nghe Thành nói vậy, Trúc theo bản năng ôm chặt con búp bê hơn. "Vứt cái gì mà vứt, nó vừa cứu mạng chúng ta." Ba người đồng loạt sừng sốt nhìn Trúc. Kiên lúc này lên tiếng hỏi: "Bà nói giỡn hả Trúc? Tôi nói nghiêm túc đó. Nó không chỉ cứu mạng chúng ta một lần mà đến tận hai lần đó." Trúc đem tất cả những suy nghĩ trong đầu kể lại cho tụi bạn nghe. Khi tụi mình ở cùng với Diễm giả mạo, con búp bê cứ đứng bên ngoài gõ cửa, bảo tụi mình ra mở cửa. Tôi nghĩ là nó đang cố gắng cảnh báo cho tụi mình biết Diễm là ma cải trang. Lúc mà cả đám tụi mình nấp trong phòng, bị con ma dùng rìu phá cửa. Chính con búp bê này cũng liên tục gõ vào cửa sổ để chúng ta có thể mở cửa sổ thoát thân. Khi nãy cũng chính nó nói với tôi phải chạy lên tầng 3, trốn vào căn phòng này sẽ được an toàn. Trước những lời quả quyết của Trúc, ba người bạn chỉ biết trưng về mặt bán tín bán nghi nhìn nhau. Nhưng có vẻ như những gì Trúc nói hoàn toàn là sự thật, bởi từ lúc đó cho đến sáng hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Mặt trời đã ló dạng, mọi người có thể ra khỏi phòng. Lại là giọng nói của trẻ con, và cũng chỉ mỗi Trúc nghe thấy. Cô lấy điện thoại ra để xem, thoáng thở vào khi mà đồng hồ đã nhảy sang con số 6, tín hiệu cũng hoạt động trở lại. Trúc vội vàng đánh thức những người bạn của mình thức dậy, nhanh chân đi xuống tầng trệt. Nhìn thấy xác của Chi vẫn còn đứng dựa lưng vào vách tường, cả nhóm không khỏi thương xót. Trúc lập tức móc điện thoại gọi cho công an. Cả nửa tiếng sau, công an đã có mặt đưa cả nhóm về lấy lời khai. Cả bọn đem tất cả những gì xảy ra kể lại cho công an, bao gồm cả ma quỷ họ nhìn thấy. Họ còn nghi ngờ Chi là do ma giết, nhưng các chiến sĩ công an thì cho rằng họ bị di chứng sau hoảng sợ nên gọi điện về thông báo cho gia đình để người thân đến đón họ về. Lúc bà Lam và ông Hảo đến nơi thì đồn công an chỉ còn mình Trúc. Ba người bạn của cô đã được thân nhân đón về từ lâu. Vừa nhìn thấy mặt con gái, ông Hào liền lớn tiếng quát: "Còn với cha cái, sao mày báo quá vậy hả?" Bà Lam lúc này lập tức xoa dịu cơn thịnh nộ của chồng: "Bình tĩnh lại ông, đây là đồn công an, muốn làm muốn phạt gì về nhà hãy nói." Ông Hào nghe vậy thì cố gắng kìm nén. Ông Hào chạy xe máy về một mình, bà Lam và Trúc ngồi taxi. Trên đường đi thấy con gái cứ ôm khư khư con búp bê cũ nát, bà Lam liền tiếng hỏi: "Con búp bê này bẩn quá, sẽ không vứt đi?" Trúc liền lắc đầu: "Không được, nó đã cứu mạng con. Con biết là mẹ không tin, nhưng mà những gì con khai ở đồn công an đều là sự thật. Con đang gặp ma, chỉ là bị ma giết." Trước những lời khẳng định chắc nịch của con gái, bà Lam chỉ biết im lặng. Tuy bà không phải là người mê tín, nhưng mà từ xưa đến nay
thế gian này luôn tồn tại những thứ con người không thể lý giải, bao gồm cả ma quỷ. Vì đi bằng taxi nhanh hơn cho nên bà Lam và Trúc về nhà trước ông Hảo. Trúc đi thẳng một mạch lên phòng, sau đó bỏ lại một câu: cả đêm qua con không ngủ cho nên bây giờ con mệt lắm, con sẽ ngủ tới chiều, ba với má đừng có gọi con dậy. Trúc lên lầu độ 10 phút thì bà Lam nghe thấy tiếng xe máy của ông Hảo. Ông đi vào bên trong rồi tức giận bảo: còn Trúc đâu? Mau xuống đi tao bảo. Bà Lam đưa ngón tay trỏ lên miệng: còn nó thức cả đêm, ông để cho nó ngủ một chút. Bà cứ chiều nó như vậy giết được nó hư. Thì không biết hư là hư kiểu gì. Còn nó đi chơi với bạn, xui rồi nên mới gặp phải những cái chuyện như vậy. Nó vừa mất một người bạn thân, tâm trạng đang buồn. Mình thân là ba mẹ không an ủi nó thì thôi, ở đó mà chửi bới nó. Nói xong thì bà Lam đứng dậy đi thẳng xuống bếp. Những lời vừa rồi của bà Lam tuy nhẹ nhàng nhưng thực chất đang là mắng ông Hào. Ông cứng họng ngồi trơ ra chẳng phản bác được gì. Hồi lâu sau ông bỏ ra ngoài cửa, leo lên nổ xe máy. Nghe tiếng động cơ ồm ồm, bà Lam ở dưới bếp nói vọng lên: ông đi đâu vậy? Ra chợ mua con gà về nấu cháo. Bà Lam nghe thấy tiếng xe máy phóng đi thì cười thầm. Chồng của bà là như vậy, hùng giữ cái miệng thôi, nhưng mà trong lòng thì lúc nào cũng yêu thương con gái. Chưa ngủ một mạch tới chiều thì xuống nhà ăn cháo gà. Ông Hào và bà Lam chẳng cần hỏi bất cứ điều gì khiến cho cô cảm thấy lạ. Thế nhưng như vậy cũng tốt, vì Trúc không muốn nói gì trong lúc này. Ăn cháo xong thì Trúc chào ba mẹ lên phòng. Cô cầm con búp bê nhìn nó một hồi lâu rồi bảo: em bận quá, chị đem đi tắm nha. Một giọng nói trẻ con liền vang ra: không cần đâu, đây chỉ là nơi em ẩn thân, nó bẩn hay sạch cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Cảm ơn em đã giúp tụi chị. Mà tại sao con ma lại không vào được căn phòng đó vậy? Vì chị ấy bị giết ngay trong chính căn phòng ấy. Có lẽ vì vậy mà chị ấy có thể đi khắp mọi nơi trong bệnh viện, ngoài trừ là nơi mình đã chết. Chị ấy là y tá của bệnh viện, hồi còn sống chị ấy dễ thương lắm, nhưng mà vì chết oan ức, oán niệm không tan nên mới trở thành quỷ. Trước nghe như vậy thì thở dài: đúng là cô ấy rất là tội nghiệp, nhưng mà chị không thể tha thứ cho cô ấy vì cô ấy đã giết chết chị. Đôi mắt màu xám cho của búp bê đột nhiên chuyển động, sau đó chớp nhẹ một cái giống như đang có điều lưỡng lự có nói ở trong lòng. Hồi lâu sau thì búp bê mới lý nhí bảo: bạn của chị không phải do quỷ giết. Chú ngạc nhiên nhìn búp bê: em nói sao? Bạn của chị không phải quỷ giết, vậy thì là ai? Là... lúc này tiếng của bà Lam từ dưới nhà vọng lên: Trúc ơi, có mấy người bạn tới thăm con nè. Nghe thấy tụi bạn đã đến, Trúc vội vàng đặt búp bê lên, mở cửa phòng rồi nói: mọi người mau lên đây. Ba người Kiên Thành và Diễm cùng nhau xuất hiện trước mắt của Trúc. Lúc nãy trong nhóm chat, cả bọn đã hẹn nhau qua nhà Trúc nên mọi người có mặt cùng lúc chẳng hề làm cho Trúc ngạc nhiên. Cả bọn ai nấy đều mặt mày ủ rũ. Diễm lúc này lên tiếng: trước khi qua đây, tôi và anh Kiên có ghé qua nhà chị. Ba mẹ của chị nói ngày mai mang thi thể về. Vừa nghĩ đến cảnh đứa bạn thân thiết mấy hôm qua còn cười nói vui vẻ với mình mà hôm nay chỉ còn cái xác không hồn, Trúc sụt sịt. Tội nghiệp con chi quá. Bữa nó nói với tao là nó có người yêu, còn chuẩn bị dẫn đến cho tụi mình xem mặt. Vậy mà... Diễm bật khóc nức nở. Thành và Kiên ngồi bên cạnh nhìn hai bạn nữ giọt ngắn giọt dài, trong lòng cũng thở dài ảo não. Trên bàn con búp bê đảo đôi mắt xanh xám của nó, nhìn chằm chằm vào ba người bạn của Trúc, chẳng rõ là nó đang nhìn ai. Nhưng ngày diễn ra tang lễ của Chi, nhóm bạn luôn túc trực phụ giúp. Họ chỉ về nhà vào khi nào cần tắm rửa, hầu hết thời gian còn lại đều dành cho Chi. Vào ngày cuối cùng, ngồi bên linh cữu, bốn người thay phiên nhau kể những kỷ niệm với Chi. Khi mà nói đến ký ức cuối cùng cũng là kinh hoàng nhất, không hiểu sao Diễm vừa nhắc đến chuyện Chi bị quỷ giết chết oan nước thì tấm di ảnh trên bàn thờ đột nhiên ngã úp xuống một cách thật mạnh. Ba mẹ của Chi vội vàng dựng lại tấm di ảnh nhưng nó lại tiếp tục ngã úp xuống. Phải mất ba lần như vậy tấm di ảnh mới chịu đứng yên. Giữa lúc đám bạn còn đang ngơ ngác trước hiện tượng kỳ lạ này thì Trúc đột nhiên giống như sực nhớ ra điều gì. Phải rồi,
có thể đúng như lời của búp bê nói. Ba người bạn đến đôi mắt ngạc nhiên nhìn Trúc. Trúc đưa tay ra hiệu cho ba người áp sát vào mình rồi hạ giọng xuống thấp. Có một chuyện tôi quên kể với mọi người. Hôm bữa con búp bê có nói với tôi, chứ không phải là do quỷ giết chết. Nếu không phải là quỷ giết thì ai? Búp bê có nói không? Búp bê đang định nói hung thủ là ai thì mọi người đến cho nên bị cắt ngang. Sau đó Lu Bu lo tang lễ của chi nên là tôi cũng quên khuấy đi. Hay là bây giờ tôi về nhà mang búp bê đến đây rồi chúng ta từ từ hỏi chuyện nó. Được đây, bà mau về nhà đi. Kiên liền đứng dậy. Trời cũng tối, để Kiên chờ Trúc. Trúc gật đầu cùng Kiên ra lấy xe. Từ nhà của chi về nhà Trúc khoảng hơn 15 phút. Kiên đứng trước cửa nhà đợi Trúc chứ không bước vào. Chưa đầy 5 phút thì Trúc đã quay trở lại. Con búp bê được cô bỏ cẩn thận trong cái ba lô nhỏ đeo sau lưng. Trúc điện vỗ vai của Kiên rồi bảo: "Đi thôi Kiên ơi." Kiên nổ máy chạy xe đi. Mấy ngày qua gần như thức trắng cho nên giờ hai mắt của Trúc dường như muốn híp lại. Nhưng rồi một cơn gió đêm mắt lạnh quật thẳng vào mặt của Trúc làm cho cô tỉnh cả ngủ. Trúc mở mắt ra ngạc nhiên khi thấy quang cảnh hai bên đường lạ hoắc, bèn hỏi Kiên: "Kiên chạy đi đâu vậy? Đây đâu phải là đường đi tới nhà chi?" Kiên không đáp lời của Trúc mà vẫn tiếp tục chạy. Điều này làm cho Trúc cảm thấy hoang mang. Cô vỗ mạnh vào vai của Kiên rồi hét lớn: "Kiên muốn đưa Trúc đi đâu?" Kiên mặc kệ tiếng kêu la của Trúc vẫn bình thản phóng xe vào một con hẻm vắng rồi dừng lại. Trúc vội vàng xuống xe đưa mắt ngó ráo rác khắp nơi. Nơi này hoàn toàn không có một bóng người, ngay cả đèn đường cũng chẳng thấy. Trúc chỉ có thể mượn ánh trăng nhìn mọi thứ chung quanh. Cô hoảng hốt rồi hỏi Kiên: "Kiên chở Trúc đến đây làm gì?" Lúc này Kiên đã xuống xe. Trái ngược với dáng vẻ lịch thiệp thường ngày, giờ đây Kiên như trở thành một con người xa lạ. Dưới ánh sáng bằng bạc của trăng tròn, Trúc lờ mờ nhìn thấy gương mặt của Kiên đang dần trở nên sắc lạnh. Sự cảm có chuyện không lành sắp sửa xảy ra, Trúc vội vàng xoay người bỏ chạy. Nhưng Kiên đang nhanh chóng vươn tay chụp lấy tóc của Trúc, kéo giật ngược trở lại. Kiên rít lên rồi mắng: "Muốn chạy hả? Đâu có dễ như vậy chứ." Tóc của Trúc bị Kiên nắm chặt đến nỗi da đầu muốn chóc ra. Cô ra sức vùng vẫy nhưng sức con gái yếu ớt làm sao chống trả được một người đàn ông to lớn như Kiên. Cuối cùng Trúc bật khóc: "Sao Kiên lại đối xử với Trúc vậy? Ai bảo mày nhiều chuyện? Đang yên đang lành sao lại muốn tìm hung thủ đã giết chi? Chi là do Kiên giết?" "Phải." Trúc bàng hoàng đến mức tay chân rụng rời. Dường như cô không còn cảm thấy đau đớn mà muốn quay phắt người lại. Tức giận tát mạnh vào mặt của Kiên, cô liền hét lớn: "Đồ khốn nạn hả? Sao Kiên có thể đối xử với chi vậy chứ? Chúng ta là bạn thân cơ mà." Kiên bị Trúc đánh đầu cho nên điên tiết, giơ tay tát liên tiếp vào mặt của Trúc, khiến Trúc ngã bịch xuống đất. Kiên liền rít giọng rồi mắng: "Tại con nhỏ đó đáng chết. Nó không ngoan chịu ngoan ngoãn làm bạn bè mà muốn làm bạn gái của tao. Còn định đem chuyện tao đã lên giường với nó kể hết cho Diễm. Ta không thể mất Diễm được, cho nên là con khốn tham lam đó bắt buộc phải chết." Kiên giống như là phát tiết ra ngoài, đem toàn bộ mọi chuyện kể cho Trúc nghe. Trước khi cả nhóm quyết định đến bệnh viện, chị đã hẹn riêng Kiên, bảo rằng sẽ cho Kiên một tuần suy nghĩ. Nếu Kiên không chịu chia tay Diễm để đến với chị sẽ đem chuyện hai người họ từng lên giường để kể cho Diễm nghe. Lúc đó Kiên thực sự tức giận. Ngày chi trao thân cho Kiên, Trinh chỉ đã nói chỉ hy vọng được ở bên Kiên, không cần danh phận. Giờ đây chi lại muốn dùng chuyện này đe dọa Kiên. Chi nào đâu biết được rằng Kiên tuyệt đối sẽ không bao giờ chia tay Diễm. Không phải vì Kiên yêu Diễm tha thiết, mà vì gia tài kích xù của nhà Diễm. Ba mẹ Diễm chỉ có một mình cô là con, sau này Diễm đương nhiên cũng là người kế thừa duy nhất. Nếu trở thành chồng của Diễm, Kiên cũng trở thành người giàu có. Kiên đã sớm để mắt tới khoản gia sản khích lồ đó, cho nên mới vất vả theo đuổi Diễm. Kiên tuyệt đối không cho phép bất cứ ai phá hoại tiền đồ của mình. Bất kể ai cố tình ngăn cản Kiên tiến tới con đường phú quý đều phải chết. Kiên nuôi trong lòng ý định giết chi, nên mới tổ chức chuyến đi thám hiểm bệnh viện bỏ hoang. Rồi Kiên rủ chi cùng mình giả ma lừa gạt mọi người, sau đó kéo chị đến một nơi chỉ có hai người giết chết cô.
Kiên muốn đem chuyện này đổ hết lên đầu ma quỷ và những người bạn sẽ trở thành nhân chứng cho mình. Kế hoạch của Kiên tưởng chừng như chót lọt, nhưng Kiên trầm tính ngàn tính cũng không thể tính được. Giữa chừng này xuất hiện một con búp bê, biết được ai là hung thủ giết Chi. Tuy hiện giờ Kiên vẫn chưa biết đáp án trong miệng con búp bê là gì, nhưng mà thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Kiên không thể để cho Trúc đem con búp bê đến đám tang của Chi. Đêm này Trúc bắt buộc phải chết tại đây. Trúc lắng nghe những lời Kiên nói mà hai mắt mở to. Cô không thể ngờ được rằng tình bạn năm người của bọn họ ngỡ rằng rất thân thiết, nhưng mà thật ra chỉ toàn là lừa gạt, lợi dụng lẫn nhau. Nhưng dẫu cho Chi là người thứ ba thì Chi cũng không đáng chết. Trên đời này không ai có quyền tước đi mạng sống của ai. Ngay đến đây thì Trúc đột nhiên nổi giận. Cô đập mạnh vào giữa hai chân của Kiên. Nhân lúc Kiên gặp người đau đớn thì bỏ chạy. Lúc này đầu vào mặt của Trúc đều rất đau, nhưng bản năng sinh tồn không ngừng thôi thúc bảo với Trúc rằng nếu cô dừng lại sẽ chết. Trúc cứ như vậy cắm đầu chạy mãi. Cuối cùng tia sáng của con đường lớn cũng thấp thoáng hiện ra. Trúc mừng rỡ, đôi chân lập tức tăng tốc. Nào ngờ ngay thời điểm cô sắp sửa chạy ra khỏi con hẻm tối tăm thì đột nhiên có một bàn tay vươn ra bịt chặt miệng của Trúc, lôi sình sịch cô trở vào trong. Trúc ra sức vùng vẫy, nhưng hai tay của Kiên giống như một cái cọng kìm bằng sắt ép chặt thân thể nhỏ bé của Trúc. Kiên lôi Trúc về lại chỗ cũ, một tay bịt miệng cô, một tay túm lấy tóc của cô từ đằng sau đạp thật mạnh vào tường. Trúc cảm thấy chắn mình như là muốn nứt ra làm đôi, hai mắt hoàn cả lên. Sau đó cô cảm nhận được một thứ gì đó ấm nóng sền sệt đang từ từ lăn xuống, ướt đẫm mặt của mình. Như thế là còn chưa an tâm, Kiên đập đầu Trúc vào tường một lần nữa. Và cú đập này giống như đã rút cạn toàn bộ sức lực còn lại của Trúc. Cả người của cô sụi lơ, tư chỉ buồng thõng, trông chẳng khác nào một xác chết. Kiên nắm mạnh Trúc xuống đất, nhìn cô bằng một ánh mắt tàn nhẫn không chút tình cảm. Thế cô vẫn còn thoi thóp, Kiên liền lập tức ngồi nhổm xuống bên cạnh rồi cất lên giọng nói lạnh lẽo. Như vậy mà vẫn chưa chịu chết. Thôi vậy, dù sao cũng từng là bạn bè, để tao tiến mày đi nốt chặng đường cuối. Kiên giơ tay muốn bóp cổ của Trúc. Lúc này ba lô sau lưng của Trúc đột nhiên rung lắc. Con búp bê bay thẳng ra ngoài đá mạnh vào đầu của Kiên, làm cho Kiên lăn ra xa. Búp bê thở hổn hển rồi bảo: cái ba lô gì mà khóa cứng quá trời, bây giờ mới mở ra được. Kiên lồm cồm bò dậy, hướng ánh mắt lom rom giận dữ nhìn búp bê, rồi cắn răng nghiến lợi rồi bảo: lại là mày, cái đồ thứ búp bê nhiều chuyện, hôm nay tao xé xác của mày tại đây. Có bản lĩnh thì nhào vào đấy. Kiên điên tiết lao thẳng về búp bê. Búp bê nhanh chóng né qua một bên, không để cho Kiên bắt được. Một người một búp bê kinh như vậy bắt tới bắt né, suốt gần 15 phút cũng không có kết quả. Mà thấy máu trên đầu của Trúc chảy ra ngày càng nhiều, tình hình nguy kịch. Búp bê biết mình không còn nhiều thời gian để mà câu giờ với Kiên. Nó đành nhắm mắt lại, cuối cùng cũng đưa ra quyết định khó khăn. Kiên nhân cơ hội này, tôm lấy con búp bê, bóp thật chặt vào trong lòng bàn tay rồi cười đắc ý: tao bắt được mày rồi con khốn. Bỗng từ bên trong thân búp bê bay ra một làn khói màu đen, dần dần hóa thành hình dạng một bé gái tầm 8-9 tuổi. Bé gái mặc trên người bộ đầm đỏ, càng làm tương phản nước da trắng bệch, không có chút sức sống nào cả. Đôi mắt vốn dĩ còn đang đen lấy của đứa bé gái đột nhiên chuyển dần sang màu đỏ. Con bé lao nhanh về phía Kiên như là một tia chớp. Bàn tay nhỏ bé của nó giơ ra bóp chặt vào cổ của Kiên, ấn Kiên nằm xuống dưới đất. Kiên ú ớ không thể nói nên lời, ngay cả hít thở cũng chẳng xong. Nhưng con bé vẫn không hề giảm sức lực mà còn cố gắng bóp mạnh hơn. Lúc này đôi mắt của bé gái như đã gần chuyển sang màu đỏ, chỉ còn lại vài chấm đen nhỏ xíu nằm ở khóe đuôi. Con bé nhìn thấy Kiên dãy rùa giữa sự sống và cái chết thì nhếch môi cười đắc ý. Mỗi một chấm đen trong mắt của nó chuyển sang một màu đỏ thì nó càng nở một nụ cười tươi hơn. Bỗng một giọng nói thì thào vang lên ở đằng sau lưng: đừng giết anh ta, tội lỗi của anh ta phải chịu pháp luật trừng trị, giết anh ta thì dễ quá. Con bé ngẩng đầu lại nhận ra người vừa lên tiếng đó là Trúc, nhưng nó chẳng quan tâm, vẫn tiếp tục bóp cổ của Kiên thật chặt. Em là một bé ngoan sẽ không muốn làm chuyện xấu.
Bàn tay nhỏ xíu của con bé cựng lại, những ký ức 20 năm trước tựa như là ùa về. Buổi sáng hôm ấy, mẹ của nó mặc một bộ đồng đỏ rất đẹp, dẫn nó đến thăm làm việc ở bệnh viện. Gia đình ba người của nó cùng nhau ăn cơm rất vui. Nó mần mê cái áo blue trắng của ba, nói rằng sau này cũng muốn trở thành bác sĩ giống ba. Bà nó nở nụ cười hiền xoa đầu của nó rồi dịu giọng bảo: "Bà Ngọc đúng là một em bé ngoan." Đồng lúc ấy thì một con dao đột nhiên từ phía sau đâm tới, xuyên thủng tim của người cha mà bà Ngọc kính yêu. Con bé kinh hãi không nói nên lời. Chưa kịp có phản ứng gì thì một đám người mặc đồ bệnh nhân ùa vào thì nhau chém giết. Mẹ bà Ngọc bảo vệ con bé mà bị họ cắt cổ chết. Bà Ngọc cũng không tránh khỏi kết cục bi thảm. Thời khắc nhát dao lạnh lẽo đâm thủng bụng mình, bà Ngọc vẫn còn nghe tiếng giọng nói đó văng vẳng bên tai: "Bà Ngọc đúng là một em bé ngoan." Bà Ngọc ngã xuống đất ngay bên cạnh xác của ba và mẹ. Ta vẫn ôm chặt con búp bê nhồi bông, món quà sinh nhật cuối cùng bà mẹ con dặn tặng cho mình: "Em bé ngoan, mình là một em bé ngoan." Bà Ngọc liên tục lặp lại câu nói này. Màu đỏ trong tròng mắt con bé dần chuyển thành màu đen. Thế Kiên bất tỉnh, bà Ngọc liền buông tay khỏi cổ họng của Kiên. Con bé đứng dậy chậm rãi đi về phía Trúc, nằm một nụ cười trong trèo: "Cảm ơn chị đã ngăn em làm điều xấu." Trúc đưa tay lên muốn chạm vào đầu của Ngọc, nhưng con bé lập tức lùi lại. "Người ma khác biệt." Trúc gật đầu, những ánh mắt vẫn phảng phất nỗi buồn. Bà Ngọc nhanh chóng bay trở lại vào trong con búp bê, nơi duy nhất có thể níu giữ lương tâm của nó. Ngày phút sau thì công an đến nơi áp giải Kiên đi. Trúc được đưa lên xe cấp cứu. Trong ba lô của cô, con búp bê ngoan hiền vẫn còn nằm yên ở đó. Trúc không hề biết là mình đang ngủ bao lâu, cho đến khi cô tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên bệnh viện. Bà Lam còn đang ngồi ngủ gục bên cạnh. Trúc giơ tay nắm lấy vạt áo của mẹ. Bà Lam giật mình thấy con đã tỉnh thì bà liền bảo: "Mồ Phật, bày làm cho mẹ lo lắng quá đó Trúc ơi." "Con khỏe rồi, có gì mẹ phải lo?" "Tổ cha bay chứ, bị người ta đánh đến đầu băng một cục mà còn bảo là không sao hả?" Lúc này ông Hảo đi vào nghe vợ nói vậy thì lên tiếng: "Bà trời nó được rồi, mắc gì mà lôi cha nó vào chứ." Thế ông Hảo Trúc vội nín cười. Ông Hảo liềm Trúc một cái rồi hắng giọng: "Đói chưa, có thèm không, bà đi mua cho." Trúc mở to đôi mắt đầy kinh ngạc chớp chớp nhìn ông. Bà Lam phì cười: "Hôm qua bệnh viện gọi điện thoại báo tin bệnh nhập viện. Bà bày lo đến mức mà trên đường chạy vào viện á, xin nên đâm đầu vào cột đèn." Ông Hảo lập tức đỏ mặt: "Cái bà này đừng có nói tầm bạ. Ai đâm đầu vào cột điện hả? Con nó nghe tưởng thật nó lại cười cho. Thì nãy giờ tôi toàn nói sự thật mà." Trúc nằm yên nhìn ba mẹ đôi co như là một trẻ con mà bật cười trong lòng. Trẻ có bao nhiêu chuyện nhặt được cái mạng về từ cửa quỷ môn quan, Trúc càng thêm trân trọng cuộc sống và yêu thương những người bên cạnh. Nhất là hai đấng sinh thành đã có công sinh ra và dưỡng dục cô. Chiều đó nghe tin Trúc đã tỉnh, Thành và Diễm hối hả đến thăm cô. Ba người ngồi với nhau nửa buổi cũng không ai mở miệng nói một câu nào. Chịu không nổi sự ngột ngạt đó, Trúc là người lên tiếng trước: "Diễm này, tôi chỉ có phản bội lại tình bạn của tụi mình, nhưng mà nó cũng đã trả cái giá quá đắt. Bà có thể tha thứ cho nó được không?" Diễm suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Người chung đã chết, trách móc được gì đây?" Thành đứng dậy đi thẳng ra cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng tròn vành vành trên cao thở dài: "Một nhóm năm đứa, bây giờ một người chết, một người đi tù, thật là..." Ba người tiếp tục rơi vào trầm mặc. Tình bạn vốn chính là như vậy, nó có thể rắn chắc như sắt thép, nhưng cũng có thể mỏng manh tựa pha lê, chỉ cần nhẹ rơi một cái lập tức vỡ tan. Trong nằm bệnh viện một tuần thì được về nhà. Vừa vào trong phòng, Trúc nhìn thấy ba lô của mình nằm trên giường. Con búp bê thì ngồi ngay ngắn trên tủ. Trúc cầm con búp bê lên vuốt ve: "Em sao rồi, có nhớ chị không?" "Nhớ chị nhiều lắm." "Ngoan, nhưng mà giờ có một chuyện gấp đang cần chị làm." "Chuyện gì?" "Sau vụ thảm sát cách đây 20 năm, các oan hồn đều bị giam cầm trong đó không thể đi siêu sinh. Ngay cả em cũng vậy. Nếu không phải em trốn vào búp bê, được chị cứu thoát, e rằng cả đời em mãi mãi ở lại đây. Hồn phách của bạn chị cũng có lẽ không thể thoát được." "Thế vậy bây giờ phải làm sao?"
chàng hãy tìm một thầy trừ tà có đạo hạnh cao đến để thanh tẩy bệnh viện, để tất cả hồn ma được siêu sinh. Nhưng mà chị biết tìm thầy ở đâu? Trúc lúng túng thực sự. Hơn 20 năm sống trên cõi đời này, Trúc chưa từng gặp qua thầy trừ tà bao giờ. Nói gì thầy trừ tà có đạo thuật cao? Búp bê liền lắc đầu đáp. Cái đó em không biết, chị tự giải quyết. Nếu mà chị không muốn bạn của mình phải trở nên oan hồn vất vưởng, chị phải nhanh chân. Đầu của Trúc vừa khỏi thì lập tức đau trở lại. Cậu với lấy tay lấy chiếc điện thoại gọi cho Thành và Diễm. Nửa tiếng sau thì hai người lập tức có mặt tại phòng của Trúc. Suy nghĩ một hồi, Thành liền lên tiếng. Hay là mình đăng bài lên mạng tìm thầy trừ tà? Là bị lừa đảo thì sao? Chứ bây giờ Diễm có ý gì hay hơn không? Không có. Vậy thì cứ đăng lên mạng thôi. Thành dứt lời cho ý kiến của mình là đúng, lập tức soạn một bài viết đăng lên các trang cộng đồng. Sau đó ba người cùng ngồi chờ đợi. Sau hai ngày mòn mỏi mà chẳng có ai liên lạc, khi cả bạn đã dần mất hết hy vọng thì bóng điện thoại của Thành nhận được một cuộc gọi. Thành mừng rỡ lập tức thông báo cho Diễm và Trúc. Ngay chiều hôm ấy, nhóm bạn đã có mặt trước cổng bệnh viện bỏ hoang nhưng chẳng dám bước vào. Trúc thúc cùi trò vào người của Thành rồi hỏi: thầy trừ tà ông nói đến là ai? Thành nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ trên tay, mặt mày cũng sốt ruột. Chờ hơn nửa tiếng rồi, có khi nào là tụi mình bị chơi không hả? Trúc cũng phụ họa với Diễm: đúng đó, sao có thể tin được mấy người trên mạng. Lúc này một giọng nói của người thanh niên mang theo chút ngả ngớn bất ngờ vang lên: này hai bà chị, sống trên đời phải có niềm tin vào người khác chứ hả? Ba người đồng loạt nhìn về phía giọng nói đó. Chàng trai bước vào bên độ khoảng 20 tuổi đổ lại, và trên người quần jean đen lửng, áo sơ mi xanh lói chói mắt đến mức mà đứng cách 80 cây số vẫn có thể nhìn rõ. Mặt mày cậu ta chẳng hề có chút nghiêm túc nào, tạo cho người đối diện một cảm giác không thể tin tưởng. Người đó không ai khác chính là Hoàng Phi. Trước kéo tay của Thành rồi thấp giọng: đừng mới nói đây là thầy trừ tà ông gọi đến nha. Tôi đâu biết đâu, toàn là nói chuyện qua điện thoại mà. Hoàng Phi đưa ngón tay vào lỗ tai rồi gãi: có gì cứ nói đi, nói nhỏ tôi cũng nghe được mà. Thế tôi tuổi trẻ quá nên không tin tôi chứ gì. Ba người bạn đồng loạt gật đầu. Hoàng Phi sớm quen với thái độ này cho nên chẳng bận tâm. Cậu đi thẳng vào trong bệnh viện. Nhóm bạn đưa mắt nhìn nhau rồi cũng chạy theo Hoàng Phi. Dù sao thì thầy trừ tà cũng đã được mời đến, tin hay không tin thì cũng phải liều thử một lần. Hoàng Phi đi đến giữa tầng trệt thì ngừng lại, lấy ra cây bạch phụng đổ chất lỏng trong lọ trắng dọc khắp thân gậy. Sau đó Hoàng Phi lắc lắc cây gậy trong tay rồi vung mạnh lên trời mà hét lớn: triệu hồi bạch phụng thanh tẩy yêu ma. Hoàng Phi vừa dứt lời thì từ trong thân gậy một con chim màu trắng cất cánh bay ra. Ánh sáng bằng từ người của con chim tỏa ra khắp bệnh viện, kèm theo đó là những tiếng hét thất thanh đồng loạt rú lên. Trúc Diễm và Thành bị ánh sáng làm cho lóa mắt. Đột nhiên ba người nhìn thấy thân ảnh của chi xuất hiện, đưa tay vẫy chào rồi từ từ biến mất. Khi những tiếng hét ngừng lại thì Bạch Phụng cũng quay trở lại thân gậy. Nhóm bạn chứng kiến toàn bộ mọi chuyện kinh ngạc đến mức độ hai mắt mở to, miệng há hốc không khép lại được. Hoàng Phi thu cây gậy vào, ném đôi mắt ngả ngớn nhìn sang Trúc, xòe tay. Trúc giận mình lùi lại, đưa tay muốn ôm lấy ngực cảm giác rồi nói: muốn gì? Để con búp bê trong ba lô nhà chị cho tôi, để tôi giúp con bé siêu độ. Trúc nghe vậy thì ngượng chín cả mặt lý nhí: vậy sao không có chịu nói sớm? Chứ bà chị nghĩ tôi muốn tôi muộn làm gì, đầu óc đâu có vấn đề gì tối đen. Trúc cảm mừng đưa con búp bê cho Hoàng Phi. Hoàng Phi cầm búp bê lên điểm ngón tay vào dưới chán của nó rồi bảo: xuất hồn. Hoàng Phi vừa dứt lời thì một làn khói đen lập tức bay khỏi cơ thể của nó. Bà Ngầm trong bộ váy màu đỏ xuất hiện trước mắt mọi người. Đôi mắt của bà Ngầm từ từ chuyển thành màu đỏ, con bé lập tức khét lớn: em không thể rời khỏi thể xác của búp bê, nếu không em sẽ... anh biết, không cần phải lo. Hoàng Phi nhuyễn miệng cười, dùng nước bọt trong chiếc lọ màu trắng tới khắp người của bảo. Sắc đỏ trong mắt của Bảo Ngọc dần dần thu lại, cuối cùng thì biến trở về màu đen nguyên dạng. Bảo Ngọc lúc này mừng rỡ nhìn Hoàng Phi: cảm ơn anh. Hoàng Phi tiến lại đứng đối diện với Bảo Ngọc.
ngồi xuống ôm xoa đầu của cô bé. Khi chết em ấy mặc váy đỏ, vốn dĩ sẽ hóa thành ác linh, nhưng em lại chui vào thân thể búp bê, dùng nó khống chế tâm ma của mình. Suốt 20 năm qua em chưa từng làm hại bất cứ ai cả. Một đứa bé ngoan như là em xứng đáng được luân hồi, sống một cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Dứt lời thì Hoàng Phi rút ra một lá bùa ném thẳng vào không trung. Sau đó thì cậu bất ấn rồi hét lớn: "Có một linh hồn cần được đi đầu thai, xin mở cổng âm dương." Một vầng sáng màu vàng lóe lên, Hoàng Phi đưa mắt ra hiệu cho Bảo Ngọc bước vào. Bảo Ngọc lưu luyến nhìn sang Trúc, đưa tay vẫy chào cô rồi nhanh chóng đi xuyên qua vầng sáng đó. Sau đó vầng sáng cũng lập tức biến mất. Làm xong mọi việc, Hoàng Phi quay sang nhìn ba người bạn nghiêm giọng: "Có những nơi bị ma quỷ chiếm giữ, con người không thể tùy tiện đến. Chuyện hôm nay xem như bài học cho các ngươi, sau này tuyệt đối đừng có đùa giỡn với thế giới tâm linh." Rồi cậu xòe tay thản nhiên rồi hỏi: "Trong ba người ai trả tiền?" Trúc và Diễm đồng loạt chỉ sang Thành. Thành méo mặt: "Sao lại là tôi?" Trúc và Diễm đồng thanh đáp: "Thầy là do ông mời mà." Kết quả tuy Hoàng Phi không thu tiền cắt cổ như dì Linh, nhưng mà cũng bày mất đi nửa tháng lương của Thành. Cầm sấp tiền trong tay, Hoàng Phi vui vẻ rời đi. Không có vị đại sư huynh lắm mồm bên cạnh, thu tiền cũng thật là thoải mái. Nói đến đây thì mắt của Hoàng Phi đột nhiên trở nên ảm đạm. "Nhưng mà hành đạo một mình buồn quá. Thiên Phong à, khi nào anh mới xuống núi được đây?" Hoàng Phi tự hỏi, cũng tự biết sẽ không có câu trả lời. Khoảng thời gian tiếp theo e rằng con đường hành đạo này chắc chỉ còn một mình cậu độc lai độc vãng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.